Chào tất cả anh chị cô chú mình. Ngày hôm nay là một chương trình khủng khiếp mà nhà bảo dành tặng cho tất cả quý anh chị cô chú mình đã theo dõi cửa hàng bảo này cũng như là mua hàng trong những năm vừa qua nha. Ngày hôm nay là một sự kiện đặc biệt luôn, bảo dành tặng giá khuyến mại sốc cho quý anh chị cô chú mình từ trước tới giờ nha. Đây là lễ kỷ niệm 9 năm thành lập cửa hàng nhà bảo nha. Đã 9 năm rồi nên là nhà bảo thành lập cũng rất là lâu và bán YouTube cũng được 3 năm rồi anh chị cô chú à. Thì ngày hôm nay bảo sẽ làm một chương trình nha. Từ thứ 6 à, ngày hôm nay thứ 5 chứ. Thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, tức là 4 ngày anh chị nha. Sự kiện này kéo dài đến 4 ngày và tất cả các mặt hàng mà bảo bán từ trước đến giờ sẽ được giảm lên đến là 15% nha. Chưa tính giá khuyến mại anh chị cô chú nha. Giá gốc bảo lên sàn online bao nhiêu thì bảo sẽ trừ phần trăm lui cho mình. Rồi đặc biệt là những video bảo sale hàng là không tính nha. Xem giúp bảo. Rồi bây giờ bảo vào kho nhà bảo luôn, rất là nhiều máy nha. Đi sơ lược vì có hàng 4 ngày thì quý anh chị mình á sẽ có thể liên hệ cho nhân viên nhà bảo này. Máy nào á không có trên video mình cứ liên hệ giúp bảo, cần mua máy gì nè thì nhân viên sẽ tính cho mình. Đặc biệt nha, những cây máy lớn nè như là máy nén khí to này kia thì nhà bảo làm chương trình giảm cho mình 10% thôi, bảo báo trước cho mình luôn. Bây giờ á thì cùng bảo đi một khúc kho nhà bảo thôi nha, nó cũng khá là dài nên là gặp món nào bảo báo giá món đấy, rồi trừ 15% là xong nha. Rồi bà ở đây á thì rất nhiều hàng nha. Nếu mà anh chị nào á mà thích nè, mua các nhôm này 255 nha, mẫu CR, thì anh chị mình á mua với mức giá là chưa bao gồm lưỡi anh chị cô chú nha, 1.690.000, trừ cho bảo lui thêm 15% nha. Anh chị mình á không cần tính đâu, liên hệ cho mấy bạn tính ra luôn, giá vô cùng rẻ nha, chưa có đâu, tranh thủ có 4 ngày thôi. Đây là một chương trình nhà bảo làm riêng để phục vụ anh chị cô chú mình nè. Rất là nhiều máy nè, nào là mẫu cắt sắt 1:85 nha. Mẫu này á là cắt được gỗ này, sắt nhôm nha, ti trượt lưỡi 1:85, mức giá 1.750.000 nha, từ ngay cho bảo 15% ngày hôm nay nè. Và nếu anh chị nào á mà thích máy mài nè, chỉnh tốc đất tông, nhà bảo có nha, nhiều lắm nên là đi sơ thôi, sơ lược thôi, vì mỗi ngày bảo sẽ làm một mẫu mã khác nhau cho mình. Và đây á chỉ là kho đầu tiên nhà bảo thôi nha, khi nào bảo qua kho tiếp tục cho mình xem hàng luôn. Rồi mẫu máy mài nè, với mã máy là 950S nha, màu xanh này, chỉnh tốc là 6 cấp số anh chị cô chú nha, mức giá 730.000, bây giờ á lên giá rồi, 790 rồi, nhưng mà bảo vẫn tính giá cũ cho mình 730, trừ cho bảo thêm 15% nữa nha, để mình xài nè. Đây, máy khoan đục nè, bảo đi vài mẫu đất tông đi nha, vì thương hiệu đất tông bán rất nhiều nha. Với mẫu hai chức năng 3002 nè, 1.550.000, thì mình trừ ngay cho bảo 15% để được chốt hàng nha. Máy phay nè, máy phay 6 ly 3, hãng đất tông anh chị nha. Cây này á có công suất là 710W, mức giá thì anh chị nào á mua khá quen thuộc rồi, mức giá bảo lên rất nhiều là 820.000 nha, thì mình cũng trừ ngay cho bảo là 15% nè. Wow, anh chị nhìn này, máy quá nhiều luôn, chất lên đến trên nóc nhà luôn nha. Thì bảo cho mình mẫu máy cắt phi cô đi, hàng này đang vừa cập bến tiếp tục này,
anh chị nào mua các sắt Fico này với công suất là 2200W nha, mua đi. Nguyên một 2 cây 3-4 thùng dài như này, mức giá là 1,1 triệu nha, trừ ngay cho Bảo 15% luôn. Thì anh chị nào á, mua thì còn có hơn 900 mà, 903 mấy thôi là được rồi. Bây giờ á, sẽ là đời mới nha. Cây này Bảo review rất nhiều rồi. Tiếp tục, máy đầu rửa xe này, đầu này nhà Bảo về cả trăm đầu luôn này. Thì anh chị nào á, mà mua, nếu mà có motor về phun thuốc sâu được nè, đem quay đây này, phun thuốc sâu này, cũng như là xịt rửa xe công nghiệp là có cả nha, nhiều á, nên là Bảo cũng quay sơ thôi, vì hàng quá nhiều, mức giá là 850.000, bán được nhiều lắm nha. Ngày hôm nay trừ thẳng 15% cho mình, có chỉnh áp này, có đồng hồ báo áp nha, có sẵn hai đường dây để mình xài hai người luôn, rửa hai chiếc xe máy cũng được. Phun thuốc sâu thì kéo dài á lên đến là 200m dây nha, nhớ là có motor lắp vào là mình xài thôi, cực kỳ dễ xài nha. Ngoài ra nếu anh chị nào á mà mua những mẫu máy thổi hút đến từ nhà đất tông này, công suất là 800W nha, mức giá 480.000. Thì quý anh chị nào á, mua thì cứ từ giúp Bảo ngay cho mình là 15% nha. Dây dài lên đến 5m nha. Dây vô cùng đặc biệt luôn. Sạc đôi đất tông này, pin phổ thông nha. Có báo đèn đầy đủ nha. Sạc này á là anh chị nào á mà mua là sạc đôi anh chị nha. Mức giá thì anh chị nào á mua 600.000 nha. Cứ trừ ngay cho Bảo 15% để chốt em ấy về làm nha. Đây, máy mài copper này, mẫu công tắc trược và đuôi thì có cả hai phiên bản nha. Thì anh chị nào á mua công suất là 950W này, mức giá có 550.000 à. Ngày hôm nay cũng từ 15% ngay cho Bảo nha, để được lấy về xài thôi. Có cây gì đây? À, bảng 850 nha anh chị nha. AG850. Mẫu này á là mình xài công tắc nhỏ gọn vô cùng luôn, công tắc sườn này, mức giá 590.000 nha. Có chức năng chống khởi động lại nha, 590.000. Và trừ ngay cho Bảo cũng là 15% để mình chốt vào này, mình xài công trình. Thì xài bạc NSK nha. Đây, thân thổi công nghiệp anh chị nha, có turbo này, có nối dài rất nhiều nha, mức giá thân không là 1.390.000 nha. Thì mình cứ trừ ngay cho Bảo 15%, giá vô cùng rẻ nha, không cách nào mà tốt hơn. Như chương trình 4 ngày hôm nay Bảo phục vụ anh chị cô chú mình nha. Tiếp theo nha, là máy đục nè anh chị cô chú ơi. Máy đục lớn 17mm nè, nòng dài nha, nòng to luôn, hẳn 6 con ốc đầu cho mình. Tay cầm lớn 3505 nha, đầy đủ thùng như này. Dây dài mức giá là 1.750.000, cũng trừ ngay cho Bảo là 15% để sở hữu em máy đục 17mm công suất lớn nha. Tiếp theo, máy 13mm mẫu đầu inox nha, 710W. Mẫu này á là 710 nha, bảng cao cấp, công tắc là tăng chỉnh cấp, mức giá là 700.000 nha, trừ ngay cho Bảo cũng là 15%. Ngoài ra nếu anh chị cô chú nào á mà mua tiếp các sắt thì nhà Bảo có copper nha. Cây này á là bảng đang cầm luôn ở mức giá nha. Thì anh chị nào á mua cây này lên đến là 1.500.000 anh chị nha. Nếu mà anh chị nào á mua cây đấy thì Bảo đã làm rất nhiều chương trình rồi. Ngày hôm nay Bảo tính mình á là 1.290.000 nha. Và muốn có gắt te thì mình có thể tham khảo mẫu máy cắt sắt
2006 của hãng Datome nha. Mẫu này công suất là 2600W, có gắt tê lưỡi đầy đủ cho mình. Rồi anh chị nào á là xài gắt tê nhanh nha, mức giá là 1.850.000 để mình xài. Và nếu mình muốn những đời như là Kuroa này thì nhà bảo có nhiều nha. Mẫu Kuroa 358 bây giờ á là anh chị nào á mua cho bảo là bảng mới là 355 đâu rồi, 2850 CR anh chị nha, với mức giá là 2.100.000 nha, trừ ngay cho bảo cũng là 15% luôn. Để chốt cây này, nếu 15% thì cây này giảm lên đến là 200 mấy luôn anh chị cô chú à, giá vô cùng rẻ nhá, để mình xài nè. Tiếp tục nha, đây có những anh máy bắn cốt 5 tia xanh này. Mẫu này là bóng led anh chị cô chú nha, dàn cơ lớn lắm. Thì anh chị mình xem cho bảo ngay với mã máy là T999 nha. Thì thương hiệu này là Toyama nha. Mẫu này là mình bắn rất xa nha, từ 3 cho đến 50 mét này. Mức giá thì bảo làm cũng khá nhiều video rồi, 1.250.000 anh chị cô chú nha. Và đương nhiên sẽ giảm cho mình là 15% rồi, 1.250 trừ ngay cho bảo 15% nha. Ngoài ra copper thì nhà bảo có mẫu máy nén khí nha, mẫu nén khí hơi sạch nè. Mẫu này là có van chiết áp cho mình luôn, điều áp nè, bình bom nha. Bây giờ thì anh này cũng là ở phân khúc á mà 12 lít bình bom là cũng rất là chạy hàng nha. Mức giá thì chỉ có là 1.000.000, ngày trước bảo lên á là 1.900.000 á, thì bây giờ trừ ngay cho bảo 10% thôi. Bảo báo trước là nén khí trừ 10% vì giá trị khá cao nha, nên là anh chị nào mua thì cũng rất rẻ nha. Có van điều áp này, để hơi nhiều hơi ít đi kèm nha, thương hiệu copper nha, để mình xài nha. Còn rất nhiều sản phẩm anh chị cô chú à, nhưng mà bảo chỉ đi sơ lược thôi nha. Đây, mẫu máy rửa xe này 2200A, mẫu xám xi măng nha. Bây giờ là về chống giật này kia rồi, thì hôm qua bảo có review rồi, mức giá là 1.650.000. Thì ngày hôm nay cũng trừ ngay cho mình 15% luôn. Làm chương trình nên là giảm sâu cho anh chị mình nha. Hàng mới về bảo cùng giảm cho mình á là 15%. Và nếu anh chị nào muốn công suất cao hơn thì bảo sẽ giới thiệu cho mình mẫu đất đông với mã máy là 2950 nha. Công suất anh này là 2950W nha, có sẵn đầy đủ cho mình rồi. Anh này á là anh chị nào mua có sẵn xô đựng luôn, mức giá là 2.090.000 này, rẻ vô cùng luôn. Công suất cao 2.090.000, trừ ngay cho bảo là 15%. Và nếu ở gia đình thì mình có thể sắm cho bảo mẫu có chống giật này. Với mẫu này là 2.300 Facebook anh chị cô chú nha. Mẫu này là có thùng đựng nè, công suất là 2.300W nha. Với mức giá có chống giật là 1.900.000 nha, thì cũng xả cho mình luôn, từ thẳng ngay 15% này, để mình xài nè. Quạt thùng hơi xấu nha, quạt lông lớn nha, 3,5 tấc, đến từ hãng Hukan này. Cây này sao lạc loài có cây à, thì bảo bán cho mình luôn. Thân không là 1.300.000, có cục chuyển nguồn rồi. Và đương nhiên ngày hôm nay cũng trừ ngay cho bảo 15% để đem em này về xài nhu cầu là lồng quạt lớn 3,5 tấc nha, xài cho cả gia đình, vừa điện vừa pin luôn, có sẵn cục chuyển rồi. Mình xài điện ngay cho bảo là điện 220, còn nếu xài pin thì mình kết hợp cho bảo để mình xài nha. Đây, nén khí này với mã máy làm 2910 nha, có sẵn dây gờ le lớn này, hai đầu dây đi vào nha. Mức giá là trước giờ rất quen rồi, 2.150.000
50.000, ngày hôm nay trừ 10% cho Bảo, tức là cũng là giảm 200.000+ rồi. Anh chị cô chú à, ngoài ra nè, máy rửa xa Osaka R1, anh chị cô chú nha, mẫu này là 2.800W, bán cả 2-3 năm rồi, bảo hành 1 năm. Dây là dài lên đến là 15m nha. Mức giá thì từ trước tới giờ là 1.490.000. Ngày hôm nay giảm cho mình ngay là 15% luôn. Chơi lớn mà. Chương trình này á thì chỉ có lâu lâu Bảo mới làm một lần nha. Nên là anh chị mình đăng ký kênh của Bảo để được mức giá tốt nhất và ưu ái nhất mà Bảo dành tặng cho tất cả quý anh chị mình đã cùng đồng hành Bảo trong 3 năm Bảo bán online. Còn cửa hàng thì thành lập là 9 năm rồi anh chị cô chú à. Tiếp theo nè, máy bắn cốt nha. Mẫu này á thì thương hiệu Roman nha. Anh chị nào á, Romano á, thì anh chị nào á mà thích thương hiệu này á, là dàn cơ là cực kỳ to nha. Mẫu này Bảo làm rất nhiều video rồi. Mức giá từ trước là 1.750.000 nha. Thì quý anh chị nào á mà mua là có sẵn hai quả pin nè, remote điều khiển từ xa, dòng cao cấp nha. Anh chị nào mua cho Bảo với mã máy là 3 số 8 nha. Đó, Roman 3 số 8, mức giá là 1.750.000 nha. Anh chị cô chú nha, ngày hôm nay giảm trăm đi là 1.650.000, rồi tiếp tục giảm cho mình thêm 15% nữa nha, để mình xài cây đấy. Và nếu anh chị nào á mà thích máy cắt sắt 210, Bảo lên cho mình luôn, đến từ hàng đất tông nha. Có thể nghiêng gấp được 45 độ đứng nè, 45 độ xoay qua về, cắt được sắt, nhôm, gỗ, mức giá là 1.750.000. Có lưỡi đi kèm là 2 tấc mốt sẵn để mình cắt gỗ, nhôm, sắt rồi nha. Anh chị nào mua là 1.750.000 nè, giảm thêm 15% cho mình luôn. Đây là đầm dùi nha, quý anh chị cô chú nha, thương hiệu Osaka nha. Anh chị nào mua là dây đồng 100% rồi. Với mức giá là anh chị nào mua mà máy với công suất cao này á, thì mình mua về rung bê tông nè, đầm dùi bê tông tuyệt vời luôn. Mức giá là 600.000 nha, giảm thêm cho mình 15%, rất rẻ nha. Anh chị nào mua nha, đó, nhớ là chưa dây anh chị nha, mua kèm dây báo cho Bảo nha. Này là hình minh họa thôi, chứ chưa có dây đâu. Nhớ liên hệ ngay cho Bảo. Ngoài ra nhà Bảo có nhiều mẫu máy nén khí nè, như là mẫu 45 lít nè, 3HB nha. Để này thôi, anh chị nào mua báo giá cho mình nha. Mẫu này là sẽ là mẫu này là anh chị nào mua là mã máy là 2945 nè, tức á là lên đến á là 3HB nha, hai motor luôn, hai motor 4 phít tông 3.0HB. Thì anh chị nào mua là có sẵn 4 phít tông, hai motor đôi á, mức giá là 4.150.000. Thì ngày hôm nay xài nhà xưởng này kia, Bảo trừ cho mình thêm 10% nha. Nhầm, nén khí thì nhà Bảo làm chương trình 10% thôi, là tức giảm hơn 400.000 luôn này, để mình xăng hàng sale nha. Và anh chị nào thích máy bu lông Himoki không, 650 new nha, thì bảng này sẽ bao gồm 2 quả pin 4A sạc đi kèm, 1.350.000. Ngày hôm nay cũng chỉ còn là 1.350, nhưng mà cộng thêm tiền giảm 15% nha, để mình xăng hàng sale. Chương trình hot nè, trong tất cả năm này Bảo làm cho mình máy mài Makuta, cây này siêu bền nha, công tắc bóp nè 850W, máy một tắc, anh chị cô chú ơi, 550.000, trừ cho Bảo 15%. Cây này làm công trình cả ngày cả đêm nha,
bền kinh khủng luôn. Vừa trâu này, vừa lì và vừa bền nha. Tiếp theo, nén khí nhà bảo bán nhiều á, nên là nhập nhiều lắm nha. Rất nhiều thương hiệu luôn. Thương hiệu này á là Romano này. Bình hơi sạch nha, 12 lít. Công suất là 840W nha. Mức giá là 1.950.000. Quý anh chị cô chú ơi, ngày hôm nay thì bảo giảm cho mình 150.000 là cái đầu tiên. Giảm tiếp voucher 15%, tức là mình riêng cây này có hẳn 2 voucher nha. Vì bảo nhập số lượng nhiều á, mà cũng còn có 5 cây à, 5 cây cuối cùng, nên là xả cho mình 1.8 triệu thôi, trừ thêm 10% nữa anh chị cô chú nha, để mình xài nè. Tiếp theo, nén khí Panda này. Mẫu này á là hơi nhớt anh chị nha, với phít tông lớn 4735 nha, 3.5 HP. Lực bơm rất là cao, lên đến 200 lít nha. Thì có sẵn như này rồi. Bình là bình á, có bình lớn 35 lít nha. Hơi nhớt nha. Mức giá 2.100.000, trừ cho bảo ngay 10%, mà xài bình 35 lít nó vừa to này, vừa sướng anh chị nha. Tiếp theo, này á là máy mài rồi, mà nhiều vô cùng rồi, nên là bảo để được sau đi, soạn ra riêng cho mình một video riêng nha, để mình xài nha. Rồi quý anh chị nào á mà thích máy cưa tường không, cắt rảnh tường này kia, mà xài lưỡi đến từ hãng ACZ nha, công suất là 2000W này. Máy này á thì mức giá đương nhiên sẽ cao rồi, nhưng mà mình đi đường dây điện này kia quá tuyệt vời luôn. Có sẵn dây này, motor để bơm nước đi vào rồi anh chị cô chú nha. Mua ngay cho bảo với mức giá trước đây là 2.400.000 á, mà công ty để cho bảo giá tốt hơn, còn có 2.250.000. Ngày hôm nay thì giảm thêm 15%, quá tuyệt vời luôn. Tiếp tục, Makita nè, hàng xịn nha, nhà máy Thái Lan nha, với mã máy là 0801 nha. Công suất căn này á thì hàng chính hãng chỉ có 500W thôi, nhưng mà mạnh như những hãng mà ghi gian dối á là 700-800W nữa nha. Mức giá 850.000. Máy khoan 13mm, 2 chức năng, để mình xài nha. Và nếu anh chị nào á mua máy hàng thì ở trong này á nhà bảo cũng còn nhiều nha. Rotech này, mẫu này á là ARC200 nha. Phiên bản này có hai màu, MMA200 là màu vàng, vỏ màu vàng này, còn màu đỏ là ARC nha. Mức giá là 1.350.000. Bây giờ á là hàng giảm giá rồi, còn có 1.250.000. Ngày hôm nay còn được giảm thêm 15%. Những cây máy này bây giờ thật sự siêu rẻ nha. Để mình có thể săn hàng, mình đặt hàng nè. Và nếu anh chị cô chú nào á thích mẫu máy hàng á cao cấp nha, hàng hiện đại này, có màn hình LED LCD nha, mà máy là 220S này. Bảng này á là xài là hàng que anh chị cô chú nha, cực kỳ ngon luôn. Thì mình xài mẫu này là mức giá 2.100.000. Thì mình có thể tham khảo giá nha. Có sẵn dây đi kèm này. Ngày hôm nay trừ thẳng thêm 15% để mình xăng sale thôi. Chứ những mẫu máy này bảo làm chương trình á, thì làm chương trình phục vụ anh chị cô chú mình xăng sale nha. Ngoài ra nhà bảo có rất nhiều hãng máy, như là máy bào này, bào gỗ DCA cũng được này, hàng ngon, mà bây giờ cũng sắp hết hàng rồi, chưa có chương trình tốt nên là bảo chưa có nhập về nè. Bào 8/2 DCA, cây này bền lắm nha. Mức giá là 820.000 nha, trừ ngay cho bảo là thêm 15% để mình được nè. Ở đây mẫu máy cắt sắt mà màu xám thì công ty cũng đưa mẫu cho bảo rồi nha. Mẫu xám này với mã máy là DKCS2004 nha. Mức giá là 1.350.000 nha. Đây là hàng mới,
Thì trong buổi Bảo làm video ngày hôm nay, Bảo cũng trừ ngay cho mình 15% luôn, để mình thích hàng mới này, giá rẻ thì mình sale chương trình và tham khảo nha, để mình đặt hàng thôi. Himoki này, bộ này á là hai quả pin 10 cell này, với mã máy là 1395 nha, có hộp giấy và có túi đi kèm nha. Mức giá thì là 1.490.000 anh chị nha, mà được tặng luôn quạt lớn nha. Ngày hôm nay thì quý anh chị nào á mua thì Bảo giảm thêm 15% cho mình luôn. Đó, 1490 tặng quạt nha, giảm thêm 15% cho mình để mình sang hàng sale nha. Còn rất nhiều anh chị cô chú nha, đây mẫu nén khí nè, mà phiên bản này á thì anh chị nào á mà mua ngay cho Bảo nha. Boe là tích hợp bên trong máy rồi anh chị cô chú nha. Thì anh chị nào á mà mua nén khí này thì Bảo xem cái mã máy cái đã, nó nằm đâu rồi, chờ Bảo xíu nha. Mẫu này là 2825 anh chị cô chú nha. Phít tông thì sẵn là hai phít tông này, hơi sạch nha. Thì quý anh chị nào á mua mức giá có 2.380.000 thôi, ngày hôm nay nhà Bảo làm chương trình tốt quá, giảm thêm cho mình 10%. Bình á là bình 25 lít, đến từ hãng Deston nha. Và anh chị cô chú nào á mà thích máy hàng này ba bo đến từ hãng Kukan thì mình mua ngay cho Bảo mẫu máy hàng này nha, ba bo này, máy lớn luôn. Nếu anh chị nào mà mua thì hãng này á, hàng được chuyên Bali 2 cho mình luôn, mẫu 250 MMA nha, mức giá là 1.990.000. Hôm nay tiếp tục giảm sâu cho mình thêm 15% để mình sang hàng sale nè, 3930 nè, đất tông. Thì anh chị nào mua là mẫu này là 3930, tay cầm liền nha, 2.750.000. Ngày hôm nay giảm cho mình là 10% đối với mẫu Plus là 2850 là tay cầm rời nha, là 2850 thì nằm ở sâu rồi anh chị cô chú à, kho nhà Bảo dài lắm nha, nên là chỉ báo giá thôi, cứ giảm ngay 10%. Máy tra tường này, tra nhám này, để mình xả bộ này kia, đến từ hãng Masaki nha, có chỉnh tốc tăng giảm cho mình luôn. Mẫu này là có đèn mắt ra lồi này, đèn một bóng nha, công suất anh này khá cao nha. Thì anh chị nào á mua là tới 950W nha, 1.250.000 là có rồi. Và nếu rẻ hơn, mình xài cho Bảo bảng Masaki mà không có đèn luôn cho Bảo đi, xài nhu cầu là mình xài vừa phải không cần đèn nè, rẻ hơn, mua cho Bảo mẫu 850W nha, không có đèn nha, vẫn có chỉnh tốc đầy đủ để mình xài, mức giá chỉ có 1.100.000 thôi là có rồi anh chị cô chú à. Đây, máy đục thì nhiều lắm anh chị à, thì Bảo để vào video sau nha. Đây, máy thổi bụi này, anh chị nào mà mua Makute này 600W có nha, mẫu mới bây giờ nha, mẫu này á là có chỉnh tốc đầy đủ cho mình luôn, 600W nha, với mức giá thì cũng chỉ có 450.000, ngày hôm nay còn được giảm thêm cho mình là 15% để mình xài này. Đây, với mã máy là 4AC3950 nha, trang bị lên đến là 4HP, hơi sạch, hai motor đôi nha, mức giá là 5.000.000, mà ngày hôm nay á trừ 10% là tính ra là chỉ còn có 4.500.000 thôi. Riêng máy này mà giá giảm sâu như vậy á thì nhà Bảo hết cả tiền lời rồi, nhưng mà cũng làm chương trình nha. Rồi, ngoài ra thì anh chị mình á mua máy gì á thì nhà Bảo có rất nhiều kho nha, có hẳn 2 kho, thì đây là kho đầu tiên mà còn rất dài nha. Đây là chỗ quay phim nhà Bảo ở bên hông này, sau còn tiếp tục, nhưng mà thôi, ngày hôm nay á là chỉ đến đây thôi. Bảo sẽ làm chương trình này á từ thứ năm cho đến chủ nhật
để phục vụ anh chị cô chú mình. Ngày mai là quay buổi sau kho và tiếp tục sang kho tiếp theo nha. Hàng thì nhà bảo nhập chính hãng, toàn là nhập trực tiếp từ công ty nên là giá thành tốt, thì bảo làm được chương trình giá giảm sâu như này. Thì quý anh chị nào á mà săn hàng sale thì ở thời điểm bây giờ là tốt nhất, bảo dành tặng anh chị cô chú mình nha. Tất cả các mặt hàng đều được giảm giá cao này. Ngày mai lên chương trình máy khác cho mình tham khảo. Nhớ đăng ký video nha. Bảo lên tiếp tục cho mình vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia để mình tới cửa hàng này, mình mua thẳng hoặc là mua hàng qua mạng luôn với mức giá tốt. Bây giờ Bảo xin kết thúc chương trình về làm chương trình kỷ niệm 9 năm thành lập cửa hàng nhà Bảo để dành tặng anh chị mình mức giá tốt nhất trong ngày hôm nay. Bây giờ Bảo chào tạm biệt anh chị mình nha.